Thế ngày mai có mẫu 1 triệu tương đối nhiều nhá anh em nhá. Cho anh em đi lòng vòng này. Anh em tham quan lòng vòng nhá. Đây là một mẫu 1 triệu một đôi. Bao ship toàn quốc. Chống cháy 100%. Cái này là côn 3,5. Đấy, có bóng dự phòng kèm đây. Nhưng nhớ nha, trong quá trình sử dụng bóng đèn không được phép sáng, mới gọi là âm ly chuẩn, vang chuẩn, giải tần. Chứ còn bóng đèn mà bị sáng ấy, thì là đấy là do méo tín hiệu. Đấy, đó do chúng ta lỗi phối ghép từ âm ly, vang, nâng, lọc và các thiết bị méo tín hiệu, gọi là hiện tượng dày tép nhá. Đấy, nên là đây, bóng không sáng mới ok, còn bóng bị sáng là nó rất nhiều tạp âm lọt vào tép, chung tép phang nhau lẫn lộn, làm cho nó dày giải tép lên. Đấy, nên là không có giải tép chuẩn từ bộ dàn. Đấy nha, nên là chất âm của anh em không bao giờ ok được. Bóng không sáng mới ok, kể cả anh em chơi đẩy 40 hoặc 50 sò. Đấy mới là giải tép chuẩn của vang. Đấy, của âm ly nha. 1 triệu một đôi. Chứ còn bị sáng anh em lại xem lại ngay bộ dàn chúng ta đang méo tín hiệu rất là nặng rồi. Đấy, giải tép thì nó phải cần sự siêu mỏng của giải tần chứ không cần phải độ dày của giải tép. Đấy nhá, nhá. Đây, mình cần để siêu mỏng của giải tép chứ không cần độ dày. Dày thì nó không khỏi lại tép rồi. Mà nó dạng loa chung anh em nhá. Nên là bóng đèn bị sáng là anh em cái bộ dàn của anh em không có giải tép chuẩn và đang bắt loa tép chạy giải của loa chung. Đấy. Dày giải tép gấp 50 lần. Không sáng mới ok. Còn bị sáng là bộ dàn không ăn thua rồi. Âm ly vang siêu lôm côm rồi. Đây là một mẫu 1 triệu một đôi. Đấy nha. Ngang 28, cao 17. Này. Chống cháy 100%. Đôi 1 triệu này dùng cho âm ly 4 sò đến cục đẩy 40 sò được hết. Giá này bao ship rồi. Lo tép hay cháy là quá khứ rồi. Đấy, vì cái tép theo loa không bao giờ đẳng cấp được. Chỉ có tép ngoài nhá. Đấy. Ok được. Đây là những cái loa tép VIP. Đấy nha. Đấy, chúng tôi không có loại hàng rẻ nhá. Đây. Toàn là hàng đẹp thôi để cho anh em chơi những cái dòng cao cấp. Loại 1-200k chúng tôi không có nhá. Chúng tôi từ 500 này, 600 này, 1 triệu này, 1 triệu 2, 1 triệu 500k. Hôm nay mình sẽ làm cái video cho anh em xem cái hình ảnh của loại 1 triệu. 1 triệu chúng tôi làm cực kỳ là nhiều. Anh em nhá. Đây, 1 triệu này. Đây, đây. Ok anh em nhá. Liên hệ với mình theo số điện thoại 0973 533 269. Ok anh em.